Kính thưa quý vị, chương trình toàn cảnh xung đột Nga-Ukraine hôm nay xin được gửi tới quý vị những tin nóng đáng chú ý sau đây. Ukraine tuyên bố phá hủy kho đạn lớn của Nga ở Kherson. Truyền thông Nga cho biết binh sĩ của Ukraine tự đốt xe tăng Leopard 2A6 của chính mình. Báo cáo của trang tin Mỹ New York Times cho rằng bằng chứng chỉ ra Nga đã cho nổ đập ca khúc ca ở Ukraine. Viện nghiên cứu về chiến tranh của Mỹ nêu tên các khu vực tiền tuyến nơi lực lượng Ukraine đang phản công quan chức do Nga bổ nhiệm thừa nhận lực lượng Ukraine đã kiểm soát làng Piatikhatki ở tỉnh Zaporizhia. Giải mã dòng xe thiết giáp M113 sắp được bị nâng cấp và chuyển cho Ukraine. Nhà sử học Alexander Etkin cho rằng Nga là một đế chế đang suy tàn và cuối cùng sẽ sụp đổ. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, nếu quý vị yêu thích các bản tin của DKN, kính mời quý vị bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về các bản tin cập nhật mới nhất. Và ngay sau đây, kính mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của chương trình Toàn cảnh xung đột Nga-Ukraine ngày 19 tháng 6 của DKN. Kính thưa quý vị, một loạt vụ nổ lớn đã xảy ra ở khu vực Henichesk thuộc tỉnh Kherson vào sáng ngày 18 tháng 6. Các báo cáo từ phía Ukraine cho biết một kho đạn lớn của Nga đã bốc cháy. Cố vấn của thị trường Mariupol Petro Andriyuchenko đã cho biết vụ nổ xảy ra ở làng Rikov. Tư lệnh lực lượng không quân Ukraine Mykola Olechuk cũng xác nhận một kho đạn của Nga tại ga đường sắt Batyani ở Rikov đã bị tấn công. Ông khen ngợi các binh sĩ vì chiến công của họ. Pratchuk, một phát ngôn viên của chính quyền quân sự Odessa, cũng xác nhận thông tin kể trên. Ông Pratchuk cũng cho biết, vào buổi sáng, các lực lượng vũ trang của chúng tôi đã giáng một đòn mạnh, một đòn rất lớn, tại làng Rykov, quận Henichesk, lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của tỉnh Kherson. Có một kho đạn pháo rất quan trọng, nó đã bị phá hủy. Hiện báo cáo của phía Ukraine vẫn chưa được xác minh độc lập. Nga cũng chưa lên tiếng về vụ việc. Truyền thông Ukraine đã đăng video cho thấy một cột khói khổng lồ bốc lên từ phía chân trời cùng với âm thanh của các vụ nổ. Trong khi đó, ở một diễn biến khác, do một hành động phi lý, quân đội Ukraine đã mất thêm một chiếc xe tăng Leopard 2A6 do Đức sản xuất. Theo trang tin AVA Pro của Nga hôm 18 tháng 6, vụ việc xảy ra ở mặt trận Zaporizhia khi các lực lượng của Ukraine cố gắng tấn công nhằm vào vị trí của quân đội Nga một máy bay không người lái cảm tử đã lao vào xe chiến đấu bộ binh Bradley, khiến nó bốc cháy. Một lúc sau, một chiếc xe tăng Leopard 2A6 của Ukraine xuất hiện. Nhưng chớ treo, người điều khiển chiếc xe tăng này đã tự đốt cháy phương tiện chiến đấu của chính mình. Trên đoạn video do AVA Pro đăng tải, mọi người có thể thấy chiếc xe tăng Leopard 2A6 của Ukraine xuất hiện như thế nào. Nó từ từ tiến lên và đâm vào một phương tiện đang bốc cháy, rồi đứng im. Chỉ một lúc sau, ngọn lửa đã lan sang xe tăng Leopard 2A6. Hình ảnh sau đó cho thấy chiếc xe tăng chạy sang bìa rừng gần đó và nằm im một chỗ, trong khi khói không ngừng bốc lên. Hiện vẫn chưa rõ tại sao binh sĩ điều khiển chiếc xe tăng lại hành động như vậy. Trang tin quân sự AV Pro cho rằng đoạn video kể trên đã khiến nhiều chuyên gia của phương Tây, đặc biệt là Đức, phải nhướng mày. Chuyển sang phần thông tin khác, liên quan đến vụ vỡ đập ca khúc ca ở Kherson. Báo New York Times của Mỹ đã nói rằng đập ca khúc ca ở tỉnh Kherson bị vỡ là do Nga gây ra. Trích dẫn các kỹ sư và chuyên gia về chất nổ của Hoa Kỳ và cả Ukraine, tờ báo Mỹ New York Times đã kiểm tra sơ đồ của đập ca khúc ca, hình ảnh về nền đập bị phá hủy, cảnh quay về vết nứt ban đầu và dữ liệu địa chấn. Các chuyên gia xác định rằng mức độ hư hại đối với các cấu trúc của đập phù hợp với một vụ nổ từ bên trong của con đập, chứ không phải là do thiệt hại trước đó. Tờ báo New York Times cũng dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ nói rằng Hoa Kỳ loại trừ một cuộc tấn công từ bên ngoài, chẳng hạn như từ hỏa tiễn, rocket hoặc vật thể bay khác gây ra vụ nổ. Và Hoa Kỳ tin rằng các lực lượng Nga rất có thể đã gây ra vụ nổ bên trong dẫn đến con đập bị phá hủy. Kể từ khi đập ca khúc ca bị phá hủy vào ngày 6 tháng 6, Viện Nghiên cứu về Chiến tranh Mỹ có trụ sở tại Washington cũng đánh giá với những dữ liệu sẵn có cho thấy lực lượng Nga đã cố tình làm hư hại con đập. Trước đó, Nga đã bác bỏ việc phá hủy con đập Kakhovka, khiến hàng chục nghìn thường dân của Ukraine lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Điện Kremlin nói rằng con đập bị vỡ là do chính quyền Ukraine gây ra. Tin tiếp theo, các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ ISW đã cho biết lực lượng Ukraine tiếp tục các hoạt động phản công trên ít nhất 4 mặt trận vào ngày 17 tháng 6. Theo đó, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga và những nguồn khác của Nga đã cho biết các lực lượng của Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào khu vực ở phía Tây và Nam Karemina. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, bà Hanna Malia đã tuyên bố rằng lực lượng Ukraine tiếp tục các hoạt động phản công gần Bakhmut. Và các nguồn tin của Nga cũng cho rằng lực lượng của Ukraine đã tấn công vào vùng ngoại ô phía Bắc và phía Nam của Bakhmut. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga và các nguồn khác của Nga cũng tuyên bố rằng lực lượng Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine theo hướng Abdiivka, Donetsk. Ngoài ra, lực lượng Ukraine tiếp tục các hoạt động phản công ở phía Nam, Tây Nam và Đông Nam Velika Novosilka, gần ranh giới hành chính giữa phía Tây Donetsk và Zaporizhia. Bên cạnh đó, lực lượng Ukraine cũng tiến hành các hoạt động phản công ở phía Tây Nam và Đông Nam Orykhip ở Zaporizhia. Thứ trưởng Hanna Maria cũng tuyên bố rằng lực lượng Ukraine đã tiến tới 2 km theo nhiều hướng không xác định ở miền Nam của Ukraine. Chuyển đến một thông tin khác, Thưa quý vị, một quan chức do Nga bổ nhiệm hôm Chủ nhật ngày 18 tháng 6 đã thừa nhận lực lượng Ukraine đã chiếm lại một ngôi làng ở khu vực phía nam Zaporizhia. Quan chức này có tên là Vladimir Rogov đã cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng các lực lượng của Ukraine đã chiếm được khu định cư Piaty Khatky. Họ đang cố thủ ở đó trong khi phải hứng chịu hỏa lực từ pháo binh Nga. Ông Rogov nói thêm rằng giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn trong khu vực, không có bình luận ngay lập tức từ phía Ukraine. Trước đó, phía nga đã nói rằng họ đang gây tổn thất nặng nề cho các lực lượng của ukraine và tổng thống nga putin khi phát biểu tại diễn đàn kinh tế ở saint petersburg cũng tuyên bố ukraine không có cơ hội thành công trong cuộc phản công chống lại nga. Chuyển sang phần tin tức khác, giải mã dòng xe thiết giáp sắp được bỉ nâng cấp và chuyển giao cho ukraine. Hội đồng Bộ trưởng Bỉ hôm 16 tháng 6 vừa qua đã phê chuẩn đề xuất của Bộ Quốc phòng nước này về việc nâng cấp và chuyển giao cho quân đội Ukraine 40 đến 50 xe thiết giáp cũ M113. Trang Army Recognition dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Ludivin De Donde cho biết, lô xe bọc thép bao gồm 40 cho đến 50 chiếc M113 cũ sẽ là một phần trong gói viện trợ quân sự thứ 15 mà Bruxelles dành cho Kyiv. Theo trang Army Recognition. M113 là xe bọc thép bánh xích thủy bộ lữ dụng được Mỹ chế tạo và sản xuất vào cuối những năm 1950 nhằm mục đích chở binh sĩ trên chiến trường. Xe có khối lượng 14 tấn, dài 5,3m, rộng 3m, cao 1,85m. Kiếp điều khiển có hai người gồm trưởng xe và lái xe. Khoang sau đủ rộng để chở 11 binh sĩ được trang bị đầy đủ vũ khí. Khi cần khai triển bộ binh trên chiến trường, kiếp lái sẽ cho mở cửa ở phía sau. Với một động cơ Chrysler. 75M có công suất 209 mã lực. M113 có thể di chuyển với vận tốc 66 km h trên địa hình bằng phẳng. Phạm vi hoạt động lên tới 483 km. Khi lộ nước, vận tốc di chuyển của xe đạt 5,8 km h M113 được trang bị một súng máy M2 cỡ nòng 12,7 ly lắp trên nóc nhằm chống lại bộ binh của đối phương. Tuy nhiên giới công nghiệp quốc phòng Mỹ về sau đã cho ra mắt một loạt biến thể M113 được trang bị hỏa tiến chống tăng có điều khiển hạng nhẹ. Pháo 6 nòng cỡ đạn 20 ly, pháo cỡ nòng 25 ly hoặc súng cối cỡ nòng 120 ly dựa theo yêu cầu tác chiến của binh sĩ nước này với nhiều tên gọi khác nhau. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị cùng đến với quan điểm của nhà sử học Alexander Etkin. Ông cho rằng Nga là một đế chế đang suy tàn và cuối cùng sẽ sụp đổ. Ông Edkin sinh ra ở Saint Petersburg, nước Nga vào năm 1955. Ông rời nước Nga vào đầu những năm 2000. Ông là giáo sư lịch sử và là chủ tịch quan hệ Nga-Châu Âu tại Viện Đại học Châu Âu. Ngoài ra ông còn là thành viên của Viện Luật Quốc tế và Quan hệ Quốc tế Châu Âu. Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Pháp Le Press được đăng tải vào hôm 18 tháng 6, ông Edkin cho biết ông không kêu gọi sự sụp đổ của Liên bang Nga, ông chỉ đang dự đoán điều đó. Theo ông Etkin, cuộc chiến ở Ukraine đã đánh dấu giai đoạn cuối cùng hướng tới sự sụp đổ của đế chế Nga. Ông phân tích rằng, sự tan rã của đế chế Nga là một quá trình rất dài, bắt đầu sau chiến tranh thế giới thứ nhất, năm 1917, khi Ba Lan, Phần Lan và sau đó là Ukraine tách khỏi Nga. Ukraine sau đó được tái sáp nhập. Năm 1991, một bước tiến lớn khác đã được thực hiện khi 14 nước Cộng hòa của Liên Xô, các nước Cộng hòa Caucasian, các nước Cộng hòa vùng Baltic và một số nước Cộng hòa ở Trung Á đã trở thành các quốc gia độc lập. Ukraine là một trong số đó. Sự kiện này có vẻ mới đây đối với chúng ta, nhưng nó đã hơn 30 năm rồi. Kể từ đó, ông Putin đã giữ đất nước của mình trong kỷ băng hà. Ông Edkin nói, trong mắt tôi, đề chế áo hung là mô hình tốt nhất để dự đoán tương lai của nước Nga. Ông Putin và những người thân cận của ông ấy có thể đã nắm quyền thêm một thập niên nữa, giống như gia đình Habsburg có thể tồn tại nếu họ không bắt đầu thế chiến thứ nhất nhưng ông ấy quyết định phát động cuộc chiến này. Nước Nga ngày nay là một đế chế như thế nào? Về câu hỏi này, ông Eskin nêu quan điểm như sau. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Nga chính thức lấy danh hiệu Liên bang Nga, bao gồm nhiều nước Cộng hòa hợp lại. Thông thường một liên bang được đặc trưng bởi quyền tự do ra vào của các thành viên. Ví dụ, Liên minh châu Âu có thể gọi là một liên bang. Nước Anh rời đi sau một quá trình đau đớn, nhưng không có chiến tranh. Không có điều tương tự tồn tại như vậy ở nước Nga. Đất nước này không liên quan gì đến một liên minh, đây là một đế chế đang suy tàn, cuối cùng sẽ sụp đổ. Cho đến nay, Điện Kremlin đã sử dụng sức mạnh kinh tế của mình để thiết lập một hệ thống trợ cấp cho các nước Cộng hòa khác nhau của liên bang. Nhưng chiến tranh làm đảo lộn những cân bằng giữa các khu vực. Thứ nhất, phần lớn những người được huy động ra mặt trận ở Ukraine và những người lính thiệt mạng đến từ những vùng nghèo nhất của đất nước. Sau đó, về lâu dài, các biện pháp trừng phạt khổng lồ của phương Tây sẽ đà nặng lên nền tài chính của nhà nước và hạn chế khả năng trợ cấp để mua sự im lặng của các khu vực. Khu vực nào có thể ly khai đầu tiên? Ông Edkin cho rằng điểm khởi đầu chắc chắn sẽ là Cáp Trước khi mở rộng về phía đông, bao xa? Khó có thể nói vào thời điểm này. Các vùng Siberia có lẽ là chìa khóa cho tương lai của đế quốc Nga. Phần lớn dầu và khí đốt của Nga đến từ hai khu vực Tây Siberia, Khantis, Masis và bán đảo Yaman, nơi có thể có khuynh hướng tận dụng nguồn tài nguyên của chính họ giống như các quốc gia vùng vịnh. Không có họ thì quyền lực trung ương giống như bị tước bảo hiểm nhân thọ. Còn vùng viện Đông Siberia giáp với Trung Quốc thì sao? Ông Eskin nhận định rằng Trung Quốc tất nhiên quan tâm đến khu vực này, dọc theo đường biên giới dài hơn 3.000 km. Sự khác biệt về mật độ dân số giữa phía Nam của Đông Siberia và phía Bắc của Trung Quốc là 1 trên 100. Đối với mỗi cư dân ở phía Nga, có 100 cư dân ở phía Trung Quốc. Một thuộc địa không chính thức đã bắt đầu hoạt động. Người Trung Quốc mua và canh tác nhiều đất đai, khai thác gỗ hợp pháp và cả bất hợp pháp. Các thành phố lớn của Siberia, ngay cả những thành phố nằm xa biên giới như Krasnoyarsk, đều có rất nhiều cửa hàng và nhà hàng của Trung Quốc. Ngoài ra người ta nói rất ít về những gì đang xảy ra ở vùng nông thôn Siberia, nhưng việc nhập cư của nông dân Trung Quốc là rất quan trọng ở đó. Nga buộc phải chấp nhận tình thế này, trong một kịch bản hòa bình, việc thuộc địa hóa không chính thức này có thể dần dần dẫn đến việc xóa bỏ biên giới nhưng có những lựa chọn khác. Một số khu vực ở Đông Siberia từng thuộc về Trung Quốc và bị đế quốc Nga sắp nhập sau chiến tranh Nha phiến lần thứ hai từ năm 1856 đến năm 1860. Người Trung Quốc gọi giai đoạn này là thế kỷ nhục nhã. Kể từ đó, họ chưa bao giờ lấy lại được vùng đất mà họ gọi là ngoại Mãn Châu. Tuy nhiên, ông Putin đưa ra tuyên bố về sự trả thù lịch sử, được chấp nhận về mặt chính trị bằng cách xâm lược Ukraine. Bài phát biểu của ông ấy muốn nói, rằng chúng tôi không chiếm những vùng đất này, chúng tôi đang đòi lại chúng. Lập luận này có thể lặp lại những mất mát lãnh thổ của phía Trung Quốc đối với Nga. Hậu quả của sự sụp đổ của liên bang Nga nếu nó xảy ra là gì? Ông Etkin cho rằng quá trình này sẽ dẫn đến những vấn đề to lớn cả trong nước và quốc tế. Câu hỏi cấp bách nhất sẽ là kho vũ khí hạt nhân. Hiện tại ông Putin chưa tháo ngòi hạt nhân do sự gian đe và các mối đe dọa nghiêm trọng phát ra từ Hoa Kỳ, Châu Âu và có lẽ kín đáo hơn là cả từ Trung Quốc trong trường hợp tan rã, một số khu vực sẽ kế thừa những vũ khí hạt nhân này. Đất nước đã phải đối mặt với vấn đề này. Năm 1991, Ukraine đã từ bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy sự bảo đảm an ninh từ các quốc gia như Pháp, Nga, Anh và Mỹ. Người Mỹ đã giúp tháo rỡ hỏa tiễn. Do đó, một tình huống tương tự có thể xảy ra một lần nữa với các loại vũ khí hiện tại. Hầu hết chúng đã rất cũ, chúng phải được tháo rỡ. Ngoài vấn đề hạt nhân, hậu quả chính trị của một cuộc chia ly sẽ rất nhiều. Nếu một số quốc gia mới xuất hiện, có thể xảy ra tranh chấp biên giới, nhưng những cuộc chiến này sẽ tồi tệ hơn cuộc chiến hiện tại, chắc chắn là không. Các kịch bản tan rã có khả năng nhất là gì? Trước câu hỏi này, ông Etkin đã mô tả, người ta có thể tưởng tượng rằng bản đồ của các lãnh thổ mới được tạo ra vào cuối quá trình này, ít nhất sẽ tuân theo biên giới và cơ cấu hành chính hiện tại của một số nước cộng hòa của liên bang. Cho đến nay, mỗi khu vực có thủ phủ riêng, chính quyền và giới tinh hoa kinh tế và chính trị riêng nhưng các cấu trúc này tương đối yếu, vì vậy những khu vực này nên có con đường riêng của họ. Một số trong số đó có thể cố gắng tiếp cận các khu vực lân cận. Các nước láng giềng cũng có thể để mắt đến một số vùng lãnh thổ, chẳng hạn như Trung Quốc sẽ dòng ngó Siberia. Đó là một quá trình lịch sử lâu dài, có thể kéo dài cả thế kỷ nữa. Quý vị vừa nghe qua góc nhìn và quan điểm của nhà sử học Alexander Etkin. Ông là giáo sư lịch sử và là chủ tịch quan hệ Nga-Châu Âu tại Viện Đại học Châu Âu. Ngoài ra, ông còn là thành viên của Viện Luật Quốc tế và Quan hệ Quốc tế châu Âu. Thưa quý vị, chương trình Toàn cảnh xung đột Nga-Ukraine xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin thân ái, chào tạm biệt.